Chơi đổi giải mã DAC từ TV Internet. Thường thường thì quý vị và các bạn chúng ta sẽ kết nối bằng cổng quang optical hoặc cổng đồng trục coaxial. Đó, mới đây thì những cái chiếc đầu giải mã DAC công nghệ mới ra mắt vào năm 2024 thì sẽ cho chúng ta một cái đường truyền kết nối tín hiệu mới ở trên những chiếc TV Internet nhà chúng ta đã và đang được trang bị. Chúng ta có thể khai thác cái cách chơi này cho cái chất lượng âm thanh, cái hiệu năng sử dụng và cái chất lượng truyền tải tín hiệu âm thanh sẽ đạt hiệu quả cao hơn. Đó chính là cổng HDMI ARC. Đó, cổng HDMI ARC này thì hầu hết những cái thiết bị TV Internet đời mới hiện nay thì đều được trang bị cổng kết nối này. HDMI ARC hoặc HDMI ERC đều là những cái cổng kết nối tín hiệu xuất âm thanh ra. Đó, để chúng ta có thể kết nối vào những chiếc đầu giải mã DAC để cho cái chất lượng âm thanh nó đạt hiệu quả cao nhất, cũng như là đường truyền kết nối tín hiệu ổn định nhất. Đó thì chúng ta có thể khai thác cho em Tú bằng cách chơi qua cổng HDMI ARC này. Để mà chơi được cổng HDMI ARC ở trên TV Internet thì đương nhiên là chúng ta sẽ cần phải trang bị cho chúng ta một chiếc đầu giải mã DAC có cổng đầu vào HDMI ARC. Đó, và nếu như TV nhà chúng ta không có cổng kết nối HDMI ARC thì chúng ta vẫn có thể sử dụng bằng cổng quang optical hoặc cổng đồng trục dạng coaxial sử dụng như bình thường. Đó. Ở đây em Tú đang có hai chiếc đầu giải mã DAC của thương hiệu SMSL Audio. Đây là hai chiếc đầu giải mã DAC có cái hiệu năng vượt trội nhất. Đó, có cái hiệu năng vượt trội, hiệu năng sử dụng vượt trội cũng như là rất rất là nhiều những cái cổng kết nối tín hiệu đầu vào. Đó, và đặc biệt là được trang bị cổng HDMI ARC để chúng ta có thể khai thác cổng kết nối này nếu như TV Internet nhà chúng ta đang được trang bị cổng kết nối này. Đó, em Tú có chiếc đầu giải mã mang thương hiệu SMSL DL100 đó và SMSL DO100 Pro. Đây là hai chiếc đầu giải mã đang được đánh giá là hai chiếc đầu giải mã có hiệu năng sử dụng công nghệ nhất, cũng như là đáp ứng được cho chúng ta nhiều thiết bị đầu vào cũng như là nguồn nhạc cung cấp vào đầu giải mã DAC. Và quan trọng là cái chất lượng âm thanh cũng đang được đánh giá là hai chiếc đầu giải mã DAC đặc biệt nổi trội ở trong cái phân khúc tầm trung. Đó. Trước tiên thì anh Tú sẽ giới thiệu sơ qua một chút về sản phẩm SMSL DL100. Trên video clip của em Tú tại kênh YouTube Âm Thanh Số VN, em Tú cũng đã làm rất là kỹ sản phẩm này rồi. Đó, và nói sơ qua cho quý vị và các bác nếu như chúng ta chưa biết đến sản phẩm này. Thì đây là một sản phẩm và ra mắt vào tháng 6 năm 2024 của nhà SMSL Audio. Sản phẩm này thì sẽ có cho chúng ta ở phần mặt trước thì sẽ là một núm volume kết hợp 3 trong 1 tắt bật nguồn, tăng giảm âm lượng cũng như chọn chế độ đầu vào. Nó có màn hình hiển thị cho chúng ta các cái thông số như là tùy chỉnh vào cái trình cài đặt này, mức âm lượng này, tần số lấy mẫu này. Và đặc biệt là còn có hiện cho chúng ta các cái đèn báo thông số, ví dụ như MQA, DSD hay đèn báo nguồn. Đó, phía trước còn có hai khe cắm để chúng ta có thể kết nối với tai nghe full size hoặc là những tai nghe thông thường nếu như quý vị và các bạn chúng ta chơi headphone. Ở phía mặt sau của thiết bị này thì sẽ có một khe cắm nguồn, và nguồn điện của DL100 là sử dụng nguồn điện tuyến tính, cho nên chúng ta sẽ sử dụng trực tiếp nguồn điện từ 100 cho đến 220V mà không cần qua cục chuyển đổi tín hiệu nào. Đó. Và các cổng kết nối tín hiệu đầu vào chúng ta sẽ có như là cổng PC USB để chúng ta có thể kết nối với TV Internet. Sử dụng con chip xử lý tín hiệu là Xmox XU316 và chơi được cho chúng ta là DSD 256 giải mã 32 bit mọi người nhé. Đó, về cái việc mà chơi được nhạc DSD 256 ở trong cái phân khúc này thì DL100 cũng là một cái thiết bị cho chúng ta một cái công năng cũng rất là tốt. Đó, nếu như quý vị và các bạn kết hợp chơi từ TV Internet cũng như là chơi thêm ở trên máy tính chơi nhạc DSD thì DL100 cũng xử lý và giải mã rất là tốt cái nhạc lossless chất lượng cao. Có cổng kết nối HDMI ARC để chúng ta có thể chơi với TV Internet. Đó, có cổng quang optical và cổng coaxial là hai cổng digital thông thường. Đó, chúng ta có thể kết nối một lúc hai bộ dàn, đó, hai thiết bị, hai chiếc vang và hai chiếc âm ly bằng hai cổng kết nối đầu ra là Canon và cổng AV Hoa Sen. Đó, hỗ trợ xuất đồng thời cho chúng ta
hai cổng kết nối tín hiệu đầu ra này một lúc đó, để chúng ta có thể chơi một lúc hai bộ dàn, hai thiết bị. Hay là sản phẩm SMSL DO100 Pro, sản phẩm được đánh giá là đứng đầu trong phân khúc tập trung đó, cũng là một cái sản phẩm mà cho chúng ta hiệu năng tốt, sử dụng cổng HDMI ARC. Ở đây chúng ta cũng đã quá quen thuộc với cái sản phẩm SMSL DO100 này rồi, ở trên các cái cơ sở bán hàng hay là tại cửa hàng âm thanh số VN cũng đã làm rất là nhiều những video clip review về sản phẩm này rồi. Đó, sản phẩm này thì sẽ có khe cắm nguồn điện này, kèm công tắc tổng này. Đó, các cái đầu vào tín hiệu thì cũng giống như là DL100, có cổng PC USB, Bluetooth 5.1, cổng quang optical, cổng HDMI ARC. Đó, đầu ra cũng xuất cho chúng ta hai cái tín hiệu đầu ra là cổng Canon và cổng hoa sen. Đó. Và em Tú đã tiến hành tháo sẵn main mạch của hai cái thiết bị này. Đó, để cho quý vị và các bạn chúng ta chiêm ngưỡng cũng như là cân đối một chút cái sự khác biệt về chất lượng âm thanh của hai cái thiết bị này. Trên màn ảnh của quý vị và các bạn, phía bên phải thì là main mạch của SMSL DL100, còn phía bên trái là của DO100 Pro. Đó, có một chút khác biệt về main mạch cũng như các chip xử lý, các con tụ quan trở của hai cái thiết bị này. Đối với DL100 thì sẽ sử dụng là 4 chip Cirrus Doric, là chip CS43131. Đó, sử dụng 4 chip giải mã mọi người nhé. Khác với DO100 Pro sử dụng cấu hình là 2 chip giải mã ES9039Q2M. Đó, thì DL100 sẽ sử dụng 4 chip giải mã. Đó, ở đây sẽ sử dụng 4 chip giải mã Cirrus Doric. Đó, 4 con chip của Nhật. Đó, về cái việc cấu hình chip giải mã DAC của hai cái thiết bị này thì đối với DL100 thì sẽ sử dụng chip là chip Nhật, cho nên là nếu như quý vị và các bạn nhà chúng ta đang được trang bị sẵn những dàn âm thanh cổ đó, những chiếc âm ly Sansui Pioneer hay là những cái dòng loa cổ AR3 Pioneer, thì chúng ta với cái việc này chúng ta sẽ kết hợp chơi với SMSL DL100 sẽ cho chúng ta một cái độ tương đồng về mặt chất lượng âm thanh cũng như là về cái giao diện cấu hình âm thanh rất là tốt. Đó, đấy là DL100. Còn đối với DO100 Pro thì sẽ sử dụng là 2 chip ES9039Q2M. Việc này thì sẽ cho chúng ta đa cái hiệu năng sử dụng hơn. Chúng ta vừa có thể nghe nhạc, vừa có thể là hát karaoke, kết hợp vào các cái bộ dàn hát karaoke. Đó. Còn với Obam khuếch đại thì đối với DL100 thì sẽ được trang bị là 3 chiếc Obam khuếch đại 1612A. Đó, 3 chiếc Obam khuếch đại 1612A. Còn đối với DO100 Pro thì sẽ được trang bị tận 6 chiếc Obam 1612A. Đó. Về cái việc chênh lệch giữa Obam khuếch đại này thì chúng ta có thể thấy là cái mức khuếch đại tín hiệu âm thanh đầu ra của DO100 Pro thì sẽ cho chúng ta một cái khả năng khuếch đại tín hiệu âm thanh tốt hơn, uy lực và mạnh mẽ hơn là SMSL DL100. Đó. Còn đối với các cái chip xử lý tín hiệu đường USB như là XMOX XU316 nó của DL100 thì giải mã 32 bit, chơi được DSD256. Còn đối với DO100 Pro thì được trang bị cũng là XMOX XU316 đó, lõi thế hệ thứ 3, thì được chơi được DSD512 mọi người nhé. Về việc này thì chúng ta vừa có thể là chơi nhạc từ TV Internet hoặc là chơi nhạc DSD trên máy tính, trên điện thoại qua các cái ứng dụng phần mềm hỗ trợ cũng đều đáp ứng rất là tốt. Đó, đấy là cái cấu hình main mạch. Ngoài ra thì về phần nguồn điện của hai cái thiết bị này, đó, DL100 thì cũng đều được xử lý và được hỗ trợ bằng những con tụ nhôm. Đó, còn đối với DO100 Pro thì còn được trang bị thêm 4 con tụ rất là to, 4 con tụ cản Rubicon rất là to. Đó. Ngoài ra thì chip xử lý tín hiệu Bluetooth 5.1, hai thiết bị này thì cũng đều như nhau. Đó, cho chúng ta phạm vi bắt cũng như là khả năng tự kết nối rất là tốt. Đấy là cái main mạch của hai cái thiết bị này. Đó, sau đây thì em Tú sẽ test âm thanh một chút để chúng ta có thể cảm nhận được cái sự khác biệt. Và nếu như quý vị và các bạn đang có nhu cầu sử dụng hay là nhu cầu muốn lựa chọn cho mình một chiếc đầu giải mã chơi cổng HDMI ARC hay là chơi nhạc DSD thì chúng ta có thể là tham khảo và lựa chọn hai dòng DAC này.
Đối với SMSL, đây là 100 tại cửa hàng em Tú đang chào bán với mức giá là 4,6 triệu. Còn đối với DO100 Pro thì là 5,4 triệu. Đó, nếu như quý vị và các bạn có quan tâm thì hãy liên hệ qua số điện thoại hotline em để trên góc màn hình nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.